Bài thứ 9. Một La Mã. Phật dạy: chân tâm phi tất cả tướng. Chân tâm này phi tâm, thức, phi đất, nước, gió, lửa và phi hư không. Đoạn này nói chân tâm phi ngũ uẩn, thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm, còn đất, nước, gió, lửa thuộc về sắc. Nó phi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Phi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phi nhãn thức giới cho đến phi ý thức giới. Đoạn này nói chân tâm phi lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Nói phi ấm giới nhập, tức là nói phi cảnh giới lục phàm. Chân tâm phi minh vô minh và minh vô minh tận, cho đến phi lão tử và phi lão tử tận. Đoạn này nói phi 12 nhân duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt là cảnh giới của duyên giác. Phi khổ, tập, diệt, đạo, phi trí và phi đắc. Đoạn này nói phi tứ đế là cảnh giới của thinh văn. Phi bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Đoạn này nói phi lục độ là cảnh giới của Bồ Tát. Cho đến phi Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, mười hiệu, phi đại Niết Bàn và phi bốn đức của Niết Bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Đoạn này nói phi cảnh giới Phật, từ thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật gọi là tứ thánh. Tóm lại, chân tâm phi tất cả các pháp thế gian, sáu cõi phàm và xuất thế gian, bốn quả thánh vậy. Lược giải: đã là chân tâm thì không còn vọng, vì không còn vọng nên không có đối đãi ngộ mê, thánh phàm, chúng sanh và Phật, hữu di hay vô di, vân vân, vì nó tuyệt tánh, ly tướng. Hai La Mã: Phật dạy chân tâm tức tất cả pháp. Phật dạy chân tâm này cũng tức tất cả pháp, tức là tâm, tức là đất, nước, gió, lửa và hư không, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tức tứ đế, tức thập nhị nhân duyên, tức là lục độ, tức là Phật và bốn đức Niết Bàn. Nói tóm lại, chân tâm tức là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Lược giải: tâm đã sanh ra tất cả pháp thì tâm là tất cả pháp, cũng như bột đã làm ra các thứ bánh thì bột đó tức là bánh. Ba La Mã: đến một tầng nữa là chân tâm, không thể nói phi và tức. Phú Lâu Nam: cái chân tâm này lại rời tất cả tức và phi, mà cũng là tức và phi tức. Chân tâm như thế thì từ kẻ phàm phu cho đến các vị thánh, thinh văn, duyên giác, làm sao lấy tâm trí suy nghĩ cho đến đạo vô thượng bồ đề của Như Lai, hay dùng lời nói luận bàn của thế gian mà ngộ nhập chỗ tri kiến của Phật cho được. Lược giải: đây là chỗ tuyệt đối, không thể nói năng, suy nghĩ và kêu gọi là gì được. Túng cùng chỉ gọi chân tâm thôi. Bởi thế nên Phật đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt, ông Duy Ma ngậm miệng ở thành Tỳ Gia. Cũng vì lý đạo quá cao siêu và nhiệm màu nên không thể nói ra được vậy. Bốn La Mã: Phật lấy cây đờn để tỷ dụ. Tỷ dụ như cây đờn cầm hay đờn tỳ bà, vân vân. Tuy sẵn có tiếng hay, nhưng phải nhờ ngón tay hay của người biết khẩy, nhạc sĩ, mới có thể phát ra tiếng hay được. Lược giải: thí dụ này rõ ràng và thực tế lắm. Người đờn hay khẩy ra tiếng hay, người đờn dừa khẩy ra tiếng dừa, người đờn dở khẩy ra tiếng dở, song đều có tiếng cả.
Dụ như chân tâm của chúng ta tùy duyên biến hiện các pháp, nếu khéo dùng thì hiện ra Phật, còn vừa vừa thì thành Bồ Tát Thinh Văn, dụng lắm thì thành Tam Đồ Lục Đạo, đều có biến hiện cả. Ta cùng với các ông cũng đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh này và viên mãn khắp giáp tất cả. Song ta làm việc gì và lúc nào cũng đều chân cả. Còn các ông tâm vừa bóng lên thì phiền não trần lao đã khởi trước. Bởi các ông không siêng năng cầu đạo vô thường, chỉ ưa mến quả tiểu thừa, mới vừa chứng được chút ít lại cho là đầy đủ. Năm La Mã, ông Phú Lâu Na hỏi Phật: chân tâm nhân đâu có dòng? Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, con cùng với Phật đã đồng một chân tâm viên mãn không khác, nhưng con bị vọng tưởng từ vô thỉ nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi. Nay tuy chứng đặng quả thánh mà chưa cứu cánh, còn ở về tiểu thừa. Còn Đức Thế Tôn thì tất cả các dòng đã hoàn toàn diệt, Ngài đã chứng chân tâm thường trụ rồi, được tự tại giải thoát. Vậy con xin kính hỏi Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh vì sao có dòng tự che lấy chân tâm mà phải chịu trầm luân? Sáu La Mã, Phật dạy đã là dòng thì không có sở nhân, như ông Diễn Nhã Đạt Đa. Phật dạy: Này Phú Lâu Na, ông tuy trừ đi mà các mê lầm chưa hết. Tôi nay dùng việc thực tế và hiện tiền trong thế gian để chỉ dạy ông. Vừa rồi đây, ông có nghe câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa tại thành Thất La không? Một buổi sáng nọ, chàng lấy gương soi mặt, thấy cái đầu trong gương bóng, có mặt mày đáng thương. Chàng trở lại giận trách cái đầu thiệt của mình đây, sao không thấy được mặt mày của mình, hay là ma quỷ? Rồi bỗng nhiên chàng nổi cuồng dùng chạy. Theo ý ông, người này như cái gì mà bỗng nhiên nổi cuồng dục chạy? Ông Phú Lâu Na thưa: Người ấy tự tâm họ cuồng, chứ không phải có nhân cái chi cả. Phật dạy: Cũng vậy đó ông Phú Lâu Na, đã nói là vọng thì đâu có sở nhân, còn có sở nhân thì không phải là vọng. Các vọng tưởng tự nó nhân nhau liên tiếp phát sanh, từ đời này đã mê rồi chất chứa thêm cái mê cho đến nhiều kiếp. Ta đã nhiều lần chỉ dạy mà các ông hãy còn chưa ngộ trở lại. Này Phú Lâu Na, cái mê như vậy đó, nhân mê tự có. Nếu người biết được cái mê ấy không nguyên nhân, thì cái mê vọng đó không còn gá nương vào đâu nữa. Lúc bấy giờ dầu muốn cho nó sanh còn không thể được, huống chi muốn diệt. Các ông nên biết, người đặng đạo Bồ Đề rồi, ngộ chân tâm, cũng như người thức giấc mộng mà muốn nói lại việc chiêm bao. Mặc dầu trong tâm nhớ biết rõ ràng, nhưng không làm sao chỉ các vật trong chiêm bao ra được, vì nó không thật có, vả lại nó cũng không có nguyên nhân nữa. Cũng như chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự sợ cái đầu của mình, rồi nổi cuồng dục chạy, chứ không có sở nhân gì cả. Nếu cái cuồng kia thoạt nhiên hết thì cái đầu vẫn y nguyên. Dù cho khi chưa hết cuồng thì cái đầu ấy cũng không mất. Này Phú Lâu Na, các mê vọng như vậy đó chứ có nhân cái gì đâu. Lược giải: cái đầu là dụ cho chân tâm, tự nổi cuồng là dụ cho các vọng tưởng từ sanh. Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn y nguyên, dầu đương cuồng cái đầu cũng không mất, là dụ cho ngộ rồi thì chân tâm tự hiện, dầu chưa ngộ chân tâm cũng không mất. Bảy La Mã: nếu các vọng duyên dứt, tâm cuồng vọng tiêu thì chân tâm hiện bày. Này Phú Lâu Na, các ông khi đối với trần cảnh, thế giới, chúng sanh, nghiệp quả, chỉ đừng có khởi vọng niệm phân biệt, thì tham sân si ba duyên không khởi. Ba duyên không khởi, thời ba nhân sát, đạo, dâm,
chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh khùng Diễn Nhã Đạt Đa mê ở trong tâm các ông từ hết. Mà hết tức là Bồ Đề, sáng suốt. Khi ấy trên tâm của ông thanh tịnh sáng suốt tự hiện bày khắp cả pháp giới, không cần phải cực nhọc khó khăn tu chứng hay xin cầu nơi ai cả. Lược giải. Bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt nên sinh ra tham sân si. Vì tham sân si mới có sát đạo dâm, do sát đạo dâm nên phải chịu sanh tử luân hồi. Chỉ dụ như người khi đối với nữ sắc vân vân, chỉ thấy qua không khởi dòng niệm phân biệt thì chẳng có hại chi. Đến lúc khởi tâm phân biệt đây là xấu thì tâm ghét dần nổi lên, còn phân biệt kia là đẹp thì tâm tham muốn sanh ra. Tham sân đã sanh thì si cũng theo đó mà khởi. Còn khi đối cảnh mà tâm không khởi phân biệt, thời vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh thì chân tâm tự hiện. Thật là một pháp tu trực chỉ mau thành Phật nhất, mà cũng là khó nhất. Chúng ta suốt đời chỉ tu theo bốn chữ Phật đã dạy: bất tùy phân biệt. Đối cảnh không khởi phân biệt cũng chưa chắc đã tu xong. Tỷ dụ như kẻ cùng tử, trong túi áo có sẵn hột châu như ý, nhưng không hay biết, nên chịu nghèo hèn vất vả, phải đi làm thuê mướn ở các phương xa, kiếm ăn qua ngày tháng. Song hột châu ấy không mất. Đến khi gặp người tri thức quen, chỉ cho biết anh đã có sẵn hột châu vô giá trong túi áo kia. Lúc bấy giờ anh muốn gì được nấy, giàu có vô cùng. Chừng ấy anh mới hối ngộ rằng hột thần châu này chính mình đã sẵn có, không phải do nơi người mà được. Lược giải. Lời tỷ dụ này rất hay. Phật chỉ rõ chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, chân tâm, nhưng vì không ngộ được nên phải nhiều kiếp làm chúng sanh khổ sở, mà Phật tánh thì vẫn không mất. Đến khi ngộ được chân tâm, chứng thành quả Phật, phước trí đầy đủ rồi mới biết rằng chân tâm này chính mình sẵn có, không phải do nơi người mà được. Tám La Mã. A Nan nghi tâm Bồ Đề do nhân duyên sanh. Khi đó A Nan đứng dậy lại Phật, chắp tay bạch rằng: Đức Thế Tôn nói, ba duyên tham sân si dứt rồi, thời ba nhân sát đạo dâm không sanh. Lúc bấy giờ anh khùng Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông từ hết. Mà hết tức là Bồ Đề, không phải do nơi người mà đặng. Bạch Thế Tôn, như thế thì tâm Bồ Đề rõ ràng là do nhân duyên sanh rồi, tại sao Đức Như Lai lại bác thuyết nhân duyên sanh? Không những riêng chúng con là hàng thinh văn tuổi trẻ hữu học, do nhân duyên mà tâm được khai ngộ, chính như trong hội này những vị đã đặng vô lậu như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất và ông Tu Bồ Đề từ dòng Phạm Chí ngoại đạo, cũng do nghe Phật nói nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Nay Phật nói tâm Bồ Đề không từ nơi nhân duyên sanh, như thế thì chúng ngoại đạo Câu Xá Ly kia nói về thuyết tự nhiên cũng thành đúng lý hay sao? Xin Phật duỗi lòng đại bi vạch mở chỗ mê mờ cho chúng con. Lược giải. Ông A Nan trước đã nghi nhân duyên và tự nhiên đều bị Phật phá rồi, nay ông lại còn nghi nhân duyên và tự nhiên nữa. Bởi vì lưới nghi chồng chập nhiều đời, giả lại hàng thinh văn pháp chấp khó trừ, cũng như cây chuối lột được bẹ này lại bày ra bẹ khác, lột cho hết bẹ thì lỡm chuối mới bày, phá nghi cho hết thì chân tâm mới hiện. Chính là bả. Phật định nghĩa chữ nhân duyên, tự nhiên và bát. Phật dạy rằng: Này A Nan, như chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, vì nhân duyên soi gương cho nên chàng mới sanh ra cuồng. Đến khi hết cuồng thì tánh không cuồng, tỉnh, tự nhiên sanh ra. Có phải cái lý nhân duyên và tự nhiên cùng tột như thế chăng? Này A Nan, chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, nếu cái đầu của chàng đã là tự nhiên thì lúc nào cũng vẫn tự nhiên.
Vậy do nhân duyên gì nổi cuồng sợ chạy? Nếu cái đầu là tự nhiên, vì nhân duyên soi gương cho nên mới cuồng, vậy cái đầu cũng vẫn tự nhiên, sao chẳng vì nhân duyên soi gương mà mất đi? Phải biết, cái đầu vẫn không biến đổi hay mất đi, còn cuồng sợ tự nó vọng sanh. Vậy thì cần gì phải có nhân duyên soi gương mới sanh ra cuồng? Lược giải. Đoạn này đại ý nói, nếu nói chân tâm tự nhiên thì lúc nào nó cũng vẫn tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà nổi vọng? Nếu nói do nhân duyên nên nổi vọng, sao chẳng do nhân duyên mà chân tâm kia mất? Vậy thì biết chân tâm không biến đổi, cái cuộc vọng tự nó vọng sanh, không cần gì phải có nhân duyên. Còn nói cái cuồng đó tự nhiên sẵn có, vậy thì khi chưa cuồng nó núp ở chỗ nào? Cái đầu đã tự nhiên không có cuồng vọng, vậy vì sao nổi cuồng dục chạy? Nếu như người ngộ được cái đầu mình sẵn có, biết được cái cuồng tự nó vọng sanh, thì thuyết nhân duyên và tự nhiên đều là nói chơi cả. Mười La Mã. Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào vô công dụng. Thế nên ta nói ba duyên tham sân si đoạn hết, tức là tâm bồ đề. Nếu cái dòng tâm sanh diệt kia diệt mà tâm bồ đề sanh, như thế cũng còn ở trong dòng sanh diệt. Phải diệt và sanh đều hết mới được vô công dụng đạo, chỗ cứu cánh. Lược giải. Đoạn này Phật phá chấp nhân duyên để dẫn nhập đạo vô công dụng. Mười một La Mã. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận. Nếu ông chấp dòng tâm sanh diệt kia diệt rồi thì tâm bồ đề tự nhiên sanh, như thế cũng còn ở trong dòng sanh diệt, chưa phải thật là tự nhiên. Phải không còn sanh và diệt mới thật là tự nhiên. Ông nên hiểu thêm, không phải tự nhiên sanh, không phải nhân duyên hòa hiệp khởi, ly, rời cả tự nhiên và nhân duyên hòa hiệp, mà cái ly đó cũng không còn nữa, như thế mới phải là chỗ rốt ráo, vô hí luận. Lược giải. Đoạn này là Phật chỉ đến chỗ cứu cánh tuyệt đối, nếu còn nói năng phân biệt thì chưa phải là tuyệt đối. Mười hai La Mã. Phật vỡ ông A Nan, học nhiều không tu thì chẳng có lợi ích gì. A Nan, ông đối với quả bồ đề niết bàn của Phật hãy còn cách xa lắm. Nếu ông không siêng năng trải qua nhiều kiếp chịu cực nhọc tu hành, thì dầu cho có nhớ hết nghĩa lý nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương các đức Phật, nhiều như số cát sông Hằng, cũng chỉ giúp thêm cho ông việc nói giỏi mà thôi, chứ không lợi chi cho ông cả. Ông nay luận bàn về thuyết nhân duyên và tự nhiên rất là thông suốt, người đời khen ông là bậc học rộng nghe nhiều. Nếu trong nhiều kiếp ông chỉ chứa chất cái học suông này mà không tu, thì không bao giờ khỏi được cái nạn ma đăng già kia vậy. Nếu cái học và nghe suông của ông đó có lợi, thì cần gì phải nhờ đến thần chú lăng nghiêm của ta để làm cho nạn ma đăng già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, lại tinh tấn tu hành trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả thánh thứ ba, A-na-hàm, khi đó ông mới được giải thoát. Mười ba La Mã. So sánh để khuyến khích tu hành. A-nan, ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm màu của Như Lai, nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương ghét tham sân ở thế gian. Bằng chứng rõ ràng, như nàng Ma Đăng Già nguyên trước kia là kẻ dâm nữ, do nhờ thần chú của ta mà nguồn tình khô cạn,
lứa dục tiêu tan, lại xuất gia tu hành làm tỳ kheo ni. Còn bà Yajudala là mẹ của La Hầu La, vì biết được nhân đời trước do tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niệm tu theo nghiệp lành vô lậu mà được ra khỏi tình ái ân triền phược và đặng thọ ký. Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chi các ông là nam tử đã học rộng nghe nhiều mà trở lại chấp chỗ thấy nghe suông, chẳng biết tiếng tu, sao tự khinh mình đến thế? Lược giải đoạn này, Phật quở trách rất là thống thiết: nếu chỉ học nhiều mà không tu thì chẳng có lợi ích gì. Chúng ta đọc đoạn này chớ nên nghĩ rằng Phật chỉ quở một mình ông A Nan, mà chính là Ngài quở trách chung tất cả chúng ta vậy.